Xin chào các bạn lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay Ship sẽ chơi một tựa game kinh dị có tên là Choo Choo Challenge các bạn. Có nghĩa là quái vật tàu lửa. Chúng ta sẽ đến một hòn đảo và tiêu diệt con quái vật này các bạn, giúp những người dân hòn đảo đó. Và trước khi vào video các bạn hãy nhớ cho Ship một like, một đăng ký kênh cũng như bình luận bên dưới nha. Chúng ta cùng vào game thôi các bạn. Since we last spoke, Elgin, something has happened at the mines I've been supervising. No, trust me, you'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business. Well, there's something big on that island. Real big. So many friends, and even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. Đi săn các bạn, mình đi săn cái con Choo Choo Challenge này. Oh, shucks, it's locked. Not to worry, we can still find. There's a small shack up the path that might. Take this map, I just marked the location on it. See if the key is up there. And okay, I'll... mình đi tìm chìa khóa cho ông Elgin các bạn. Ok. Để tôi đi tìm chìa khóa. Ờ, trong cái nhà kho này các bạn. Mở cửa ra nào. Ok, chìa khóa này các bạn. Đi đưa cho ông Elgin thôi. Good on you. Looks like you found it. Open up that door and lead the way. Ông đang nhìn gì trên trời vậy ông? Đang nói chuyện với tôi mà không nhìn tôi. Ok, chúng ta có một cái tàu lửa nhỏ nhỏ các bạn. Oh. Chúng ta cùng lái cái tàu lửa này. Ui, nâng cấp nó. Gì mới vô, gặp con quái vật cùi vậy. Ông Elgin chết rồi các bạn. Mười trừ chín năm sau. Ok, sau khi chúng ta hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ và chúng ta sơn cái tàu màu hồng các bạn, Sĩ đã nâng cấp một cái tàu rất là mạnh mẽ để chiến đấu với con quái vật tàu lửa Challenge các bạn. Có rất nhiều vũ khí luôn nè. Bây giờ chúng ta cùng đến cái đền và chiến đấu với nó thôi. Trả thù cho những người đã mất, trong đó có ông Elgin các bạn. Ok. Bây giờ chúng ta bỏ ba cái trứng vô cái chỗ này để triệu hồi con Choo Choo Challenge các bạn. Ok. Hai trứng xanh, một trứng đỏ. Căng thẳng quá. Một cái nè. Ok. Hai cái nè. Step away from the shrine, stranger. You don't know what you're doing. Just put the egg down slowly and lay flat on the ground. Chúng ta cần triệu hồi con Charlotte để tiêu diệt nó các bạn, mà ông này không cho. Ok. No. No. You fool. You doomed us all. Xe lửa màu hồng ơi. Ê, chạy thôi xe lửa. Oh my god. Charles địa ngục. Ui. Trời. Ây da. À. Mày. Cái con quái vật xấu xí này. Chết đi. Mình cần đổi súng các bạn.
Trời ơi, máu nó trâu quá à, trâu hơn cái xe lửa của ship nữa. Tuy là ship đã nâng cấp rất là mạnh đó các bạn. Trời ơi, cho tôi. Chết rồi, ổn không? Cái nòng súng nó nóng quá các bạn, phải đi đổi súng, với lại sửa chữa cái tàu các bạn. Trời ơi, ship hết đồng nát luôn rồi, đây là mảng cuối cùng của ship á. Oh my god. Ôi ôi ôi, chết tôi, trời ơi. Chết rồi. Ổn vậy, thắng không đây? Chết tiếp rồi các bạn. Cái mạng cuối cùng của tôi hết đồng nát rồi. Chắc mình phải vô sửa tàu hả các bạn ơi? Vô sửa tàu các bạn ơi, vô sửa tàu, bắn mấy cái đi vô sửa tàu. Hết đồng nát luôn rồi. Chết đi đi con quỷ. Trời ơi, nó sống da như đĩa vậy đó. Ây da, bấm lộn. Ây da, anh lỡ. Ôi, nó đâu rồi, nó đây, còn tí máu nữa các bạn. Chết rồi, chết cái tàu một xíu rồi, không biết trụ được không đây, Chết đi, sống dây như vậy. Một hai cái nữa. Những giọt máu cuối cùng của cái tàu để giúp ship chiến thắng đó các bạn. Oh my god. Ow. Gớm quá đi. Vậy tính ra mình có bắn nó chết không? Hay là do nó té xuống nó mới chết ta? Ví dụ nó không té xuống thì mình chết đúng không? Ủa gì đây? Cái trứng các bạn, cái trứng màu đỏ. Trong một cái hang. Ủa nãy cái trứng hồi nãy, cái trứng hồi nãy ship nhét vô trong cái đợt rồi mà, đâu ra nữa đây? What, có một đống trứng luôn các bạn, không chỉ là ba cái trứng đó đâu. Ok, một kết thúc thật là bất ngờ. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của ship. Nếu các bạn thích những video của ship thì hãy nhớ nhấn cho đăng ký kênh cũng như like và share. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.